Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7. Bà Nguyễn Thị Em, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, xin hoán đổi lô đất tái định cư thuộc khu dân cư phía nam đường Phan Bá Phiến sang vị trí hai mặt tiền để thuận tiện trong việc buôn bán. Sau khi xem xét hồ sơ lắng nghe đối thoại với công dân và trên cơ sở ý kiến tham mưu của cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, Việc giải quyết bố trí tái định cư đối với hộ bà Nguyễn Thị Em đến nay đã được thực hiện đầy đủ và phù hợp. Song xét gia đình chính sách nên Chủ tịch Lê Trung Chinh thống nhất hỗ trợ thêm cho gia đình bà Em 50 triệu đồng nữa. Hồ bà Đoàn Thị Thanh Vân, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thuộc diện giải tỏa dự án khu đô thị Quang Nam Thủy Tú. Bà Vân cho rằng diện tích đất thu hồi của gia đình bà là hơn 3.700 m2, đất thổ cư nhưng chỉ bố trí 7 lô là thiệt thòi. Do vậy gia đình bà kiến nghị bố trí thêm một lô đất tái định cư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng kết quả giải quyết tái định cư cho gia đình bà Vân đã đúng theo quy định nên không thể bố trí thêm đất tái định cư. Đối với trường hợp bà Từ Thị Loan, trú quận Hải Châu, xin được thuê một căn hộ tại chung cư khu tái định cư Thanh Lộc Đáng. Bà Hà Thị Châu Viên xin tiếp tục được thuê căn hộ chung cư tại khu chung cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh giao cho Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan ra soát lại, tham mưu đề xuất lãnh đạo thành phố giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.